28 tháng 5 Kỷ Mão 1939, Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo với sứ mạng thiêng liêng, trải bao đời giúp nước vùa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu tháp cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Ta thừa vân sắc lệnh thế tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Kính mừng đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 84 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo quyết tâm thực hiện đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc, kiên định thực hành giáo pháp, học Phật, tu nhân, tại gia, cư sĩ, lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nguyện đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết, phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa của dân tộc, góp phần làm cho nước nhà ngày càng cường thịnh. Bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Mừng mùa đại lễ khai đạo 18 tháng 5 Quý Mão 2023, tất cả đồng đạo chúng ta nguyện ngôi gương sáng trong cuộc đời hành đạo của Đức Thầy, phục vụ vì đạo pháp, vì dân tộc, quyết giữ tâm trong sáng mà tu hành để làm sáng danh đạo, rạng danh Thầy theo dạy bảo của Đức Tôn Sư, đem lại các phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nguyện giữ gìn sự trong sáng vốn có của đạo lý chân truyền, đoàn kết, thương yêu lẫn nhau như con một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đời đời tri ân công đức hoằng pháp lợi sinh của Đức Thầy, tích cực báo đáp tứ đại trọng ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo quyết tâm thực hiện thắng lợi 4 chương trình đạo sự trọng tâm của nhiệm kỳ năm 2019-2024. Phổ truyền giáo lý, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, qua đó nâng dần nhận thức, thái độ, hành vi đoàn kết một lòng, củng cố niềm tin của toàn đạo vào tiền đồ tươi sáng của đất nước, đạo pháp và dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Tiếp tục củng cố và phát triển kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực để xiển dương, chánh pháp, học Phật, tu nhân theo đường hướng vì đạo pháp, vì dân tộc. Chấn hưng và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, đáp ứng sự phát triển giáo hội trong giai đoạn mới. Xuất phát từ giáo pháp, học Phật, tu nhân, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã huấn thị cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại các phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn xem đó là mục tiêu, là động lực phát huy truyền thống đoàn kết, đời đạo liên quan rạng chói ngời, tích cực tham gia an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.